Đa số người Việt Nam đều sử dụng xe máy và số vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại hình phương tiện này cũng ở mức cao, chiếm tới 70% số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Liên quan tới vấn đề này, ngày hôm nay, 18 tháng 11, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức hội thảo các giải pháp nâng cao an toàn cho người điều khiển mô tô, xe gắn máy nhằm đưa ra các giải pháp quản lý giúp giảm thiểu tai nạn giao thông. Chúng ta thấy là báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho biết, tỷ lệ sở hữu xe máy ở Việt Nam ngày một gia tăng, có thể đạt đến mức bão hòa, tức là tất cả những ai có thể sử dụng xe máy đều có ít nhất một chiếc. Tuy nhiên, báo cáo này cũng nhấn mạnh không phải sự gia tăng sở hữu phương tiện mà chính từ việc gia tăng sử dụng mới gây ra vấn đề về giao thông ở các đô thị lớn như Hà Nội. Bởi vậy, chính sách của chính phủ cần tập trung vào việc quản lý sử dụng hơn là quản lý sở hữu xe máy, hay nói cách khác là giúp thay đổi thói quen sử dụng xe máy của người dân. Ngân hàng Thế giới cũng khuyến cáo Việt Nam phải nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng thì mới thu hút được người sử dụng, để họ dần từ bỏ thói quen sử dụng phương tiện cá nhân. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, xe máy hiện chiếm hơn 85% tổng số phương tiện tham gia giao thông hiện hoạt động trên cả nước. Trong những năm tới đây, xe máy sẽ tiếp tục là phương tiện đi lại chính của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, loại phương tiện này có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao nhất trong số những phương tiện cơ giới đường bộ.